mà cạn thì nó lại chạy và khi bể đầy đúng không ạ? Bể đầy nó nâng cái phao lên, nó sẽ ngắt ra. Chào các bạn. thì ở nhà chúng ta thì hay dùng cái phao điện như thế này để đóng cho các cái máy bơm nước, nó bơm lên cho các cái bể ở trên mái. đấy thì khi mà đầy thì cái phao này nó ngắt ra nó ngắt cái bơm và khi mà cạn thì cái phao này nó lại đóng lại để bơm nước lên trên bể thế thì đối với những cái phao như thế này thì các bạn biết là như cái phao này nó có cái công suất là khoảng 1 HP tức là khoảng 700W chứ nếu như nhà chúng ta có cái bơm lớn hơn hoặc là bơm 3 pha hoặc là cái bơm một pha nhưng lớn hơn thì cái phao này nó đóng một thời gian ngắn rồi là nó lại chết, à, nó phao nó nhanh hỏng, đấy và có thể khi nó hỏng thì uh, dẫn đến mất nước, Đấy thì, thì có một cái giải pháp đó là đấu qua cái công ngao tơ thì nó nâng cái dòng lên, nó làm cho cái bơm bùi tan hoạt động ổn định hơn, đấy và cái phao này nó cũng bền hơn, đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đấu một cái phao điện như thế này cho cái bể nổi nhé các bạn nhé và uh, đấu cho cái công tơ như thế này thì cái công tơ này nó có kèm theo con overload và khi không có overload thì mình mình sẽ bỏ qua cái này thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cả hai cái cách đấu đó thì đầu tiên nhá để mà đấu cái bơm qua công tơ thì chúng ta cần có một nguồn cấp đúng wow. không? nguồn cấp vào đã nhá Đấy. nguồn cấp vào thì các bạn đấu vào hai má hai bên như này cấp vào hạ nếu mà máy một một pha nhá máy bơm một pha các bạn đấu vào hai má hai bên của công tơ như thế này đầu vào nhá đấu trước cái overload này đấy thì mình ví dụ đây đấu vào hai má hai bên Ok. Đầu ra tức là cái đầu mà chúng ta sẽ đấu cho cái bơm đấy. Thì đây vì mình ví dụ là mình đấu qua cái ổ cắm như này. Đó, thì đây là đầu ra Mà chúng ta sẽ đấu cái bơm vào đây. Đấy, đấu cái bơm vào cái chân dưới này nhá. Chân ra của overload. Nếu mà không có overload thì các bạn đấu vào đây. Đấu vào hai chân này nhá. Bỏ cái overload ra các bạn đấu hai chân này. Thế còn có overload thì các bạn đấu vào hai chân động lực chân ra hai bên của cái ổ oh, lốt như này. Đó, xong cái phần ra của máy bơm và phần vào. Đấy. Đây nhá, nếu mà cái này nó giống như này nhưng nó không có cái overload này thì các bạn đấu vào đây nhá đầu ra các bạn chỉ việc đấu vào đây thôi là xong nhá. Yeah. thì bây giờ đầu vào và đầu ra là chúng ta có rồi đó. bây giờ chúng ta cắm thì cái phao nó không có tác dụng gì cả vì phao chúng ta đã đấu đâu đúng không thì đây là nguồn vào này đó đây là nguồn ra nhá chúng ta đấu xong cái nguồn vào và nguồn ra rồi thì tiếp đến là chúng ta sẽ đấu cái phao này vào thì với cái dòng mà có overload như này và <laughs> đấu nó có bảo vệ đó. thì bây giờ các bạn sẽ đấu cho mình là một chân vào cái nc này có overload nhá đó chân còn lại của phao đây là phao nhá phao các bạn đấu hai chân vào phao đây rồi kèm đó là hai chân đầu dưới này đấy chân này các bạn đấu vào cái chân a một cho mình đấy đấu ở chân a một như này đấy phao nhá một chân vào nc một chân vào a một chưa đấy tiếp theo là chúng ta sẽ đấu cái chân nguồn này một chân nguồn này đấu chung vào đây nhá đấu đằng trước nhé đấu nguồn vào đó một dây vào đây thì cái dây này nhá cái dây này, này, đấu chung vào đây rồi các bạn vòng qua đây đấu vào cái chân nc còn lại nhé đây đấu vào cái chân nc còn lại của cái overload này yeah. đó, bây giờ đấu vào chân còn lại nhé, đấy và một cái chân nguồn nữa, các bạn đấu vào đây, đấu vào cái chân nguồn thứ hai này, chờ, chân nguồn còn lại nhé, chân nguồn này các bạn chỉ việc đưa trực tiếp nó vào A2 này. đưa trực tiếp vào A2 như này Được và chân này như này thì bây giờ mình sẽ cắm thử nhá mình sẽ cắm điện này vào đấy thì lúc này nó chưa hoạt động gì cả đấy bây giờ cái phao thì đây là cái phao bây giờ mình sẽ ví dụ trong trường hợp mà cái phao nó đang bể nước đang đầy như này thì cái phao này nó sẽ tách ra nó giống như công tắc hở ra như này Đó, thì nó này cái máy bơm nó không hoạt động nhá mình ví dụ như là máy bơm nó như, như cái đèn này đây như cái đèn này nhá đó. đấy thì khi mà cái bể nước nó cạn nước cái phao nó đóng này đó thì các bạn thấy là cái đèn nó sáng này đấy yeah. và khi mà nước ở trong bể đầy lên nó làm nổi hai quả phao lên nó lại tách ra nó sẽ ngắt cái máy bơm không cho máy bơm chạy nữa đó và đấu qua overload thì nó có một cái hay là ví dụ khi cái bơm nó chạy đúng không? vì một lý do gì đó có thể kẹt hoặc có thể là hỏng tụ hoặc có thể là uh, nó quá tải thì nó sẽ ngắt cái overload overload nó ngắt ở đây Đấy. thì ví dụ như là cái nút này chính là cái nút mà giả dụ nó ngắt overload thì hôm nay cái phao của các bạn đầy hay là vơi nó đều không chạy nhá. đấy, đầy hay vơi nó đều không chạy được. các bạn phải kiểm tra cái bơm và sửa chữa cái bơm trước khi mà uh, chúng ta reset cái nút này. Đấy, khi reset thì mọi thứ lại trở lại bình thường. đấy, bây giờ mình thử reset này. đó, thì cái bơm cạn, à, bể mà cạn thì nó lại chạy và khi bể đầy đúng không ạ? bể đầy nó nâng cái phao lên nó sẽ ngắt ra thì đấy là trường hợp mà đấu có overload đấy các bạn nhé thì đấu phao đấy là đấu mà có overload các bạn nhớ nhé có overload thì nó mới tăng cái tính bảo vệ của cái bơm này lên còn nếu chúng ta không có thì mình sẽ làm ở một video khác không cần cái overload này Đó. thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé